Xin quý vị hãy về hai bộ trưởng cùng với thể hiện thì chúng ta cắt ban cắt thân của hai bộ trưởng. Sau đó là tiếp tục từ đây tới cuối tháng 9 là chúng ta sẽ bàn đàm và cùng họp gần sớm hay muộn là do các bạn có tay nào đây để cùng trước và xây dựng. Đây là tượng mẹ Quán Thế Âm với tuổi hợi, những ai tuổi hợi. Đây là bằng chất đá mà màu xanh ngọc và những con này có ấn chứa những cái hoa văn giống như là thạch anh rồi đấy, một loại đá rất là đặc biệt, đẹp hơn này trên trời này. Đó. Có những cái hoa văn đá hóa thạch anh rất là đẹp, dáng này rất là đẹp. Rồi, xin chúc mừng cho ai tuổi hợi nhá, thầy tuổi tốt. Ai nữa? Xin quý vị vỗ tay thật to nữa để xin chúc mừng. Xin quý vị vỗ tay lớn lên. To hơn nữa. Quá nhỏ thầy chưa nghe, to hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin quý vị giới thiệu với quý vị đây là 12 pho tượng. Tượng trưng với 12 con giáp ở phía chân của ngài là con âm. Là làm bằng đá. Với một pho tượng như vậy là trên một pho tượng mình có thể đặt vào khuôn viên của chùa Trúc Lâm Thiên Nhiên. Với khuôn viên là làm bằng đồng Nam Bộ. Mặt này rất là tươi. Con sẽ để này, từ mặt này này đẹp nhất. Chùa chùa đã có thể ngày càng đẹp hơn và cũng sẽ hoàn thành hơn với tổ chức cùng với vị thế. Và ban tổ chức cũng xin cảm ơn những quý vị đã đóng góp và ủng hộ thỉnh những con đường để mà lấy những cái tiền tài để mà làm những công trình xây dựng những hai con đường và những cái tài sản của tổ chức cũng xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau khi các ban khánh thành xong, ban tổ chức cũng xin các anh chị chủ ghế chúng ta cùng dành những cái bàn ở phía trong sân khấu. Trong kinh điền, người lao kinh điền để mai để người lao. Ai tuổi tí đang đủ. Đây là kinh điền mà mình này kinh điền về thứ bảy là mùa vu lan bao nhiêu. Lại mẹ đi, ai tuổi mình lại mẹ đi. Sau này chúng ta tới là chúng ta tuổi nào chúng ta tới tượng đó để mà một tuổi sống mẹ nhá. Một hai ba đẹp chưa, mặt này rất đẹp. Ai tuổi câu đâu, ai tuổi câu đâu, vào đây ai câu vào đây. Từ gắt xong rồi bây giờ ra. Rồi. 1, 2, 3. Giờ đây. Hết pin hả? Hết rồi, chịu luôn, hết luôn rồi. Cứ chơi maximum đi. Tuyệt vời hết rồi. Trong các tường, tường này đẹp nhất. Đá tường này đẹp nhất màu. Cái này vẫn có một cái bên này. 2, 3. Ui, mặt đẹp quá. Một tràng vỗ tay nào. Rồi, thường thứ 10. Ai tuổi ngựa đâu? Con nhiều ngựa thế. Chùa mình nhiều ngựa nhỉ. Ai tuổi ngựa được, bắt đây cầm để giữ mặt này nhá.
đây vào đi. Dạ. Đây là tuổi của các bạn đang tới công việc nhá. Thằng này hàng tháng tới công việc về. 1 2 Ui thầy đùn quá. Rồi. Dê quá trời luôn. Tụi dê nhiều quá. Nhất của mình nhất một rồi, nhất luôn rồi không ai. Rồi ai tuổi con thằn lằn qua đây. Tuổi mèo qua đây. Ai tuổi mèo? Mèo. Lấy tay cầm vào phải đi. Mèo đâu, mèo đâu, đủ chưa? Vào đây, mèo vào đây. Ai ngoài đây vào đây. Mèo mà. Một, hai, ba. Đẹp không? Vỗ tay nhỏ quá, một tràng vỗ tay nữa. Rồi, chúc mừng các bạn các bạn. Quý vị các bạn tràng vỗ tay nữa thì là 2 và lớn.